Vừa rồi tôi gặp một cái trường hợp cũng rất là buồn cười. Thì có một anh khách hàng là mang áo da đến, đề nghị là bên tôi bảo hành bảo dưỡng. Tuy nhiên thì sau một hồi tôi check thì cái áo da đấy không phải do bên tôi bán. Tôi kiểm tra cả trên phần mềm, và thậm chí là cái sản phẩm áo da đấy thì mác cũng không phải bên tôi. Tôi cũng thắc mắc thì tôi hỏi là anh mua áo da ở đâu. Tôi bảo tao mua áo da ở đây thì tao mang đến đây bảo hành. Thế là mình cũng kiểm tra mãi, cuối cùng là khách hàng còn kêu mình là lừa đảo này kia. Thì cuối cùng mình hỏi kỹ thì hóa ra anh ấy mua áo da của bên khác, và cái cửa hàng ở bên đấy nó đóng cửa. Trên cái cửa hàng đóng cửa thế nó lại dán cái tờ giấy là đến FPT Laser bảo hành, cái khách hàng mang đây. Thì cuối cùng là tôi cũng phải nói chuyện với anh ấy một lúc thì mới giải thích được cho nhau biết là cái trường hợp là như thế. Thực ra cái chuyện mà FPT Laser bị giả danh mình cũng gặp khoảng 4-5 trường hợp rồi. Thì có những cái cửa hàng mà kinh doanh áo da khoảng 1-2 năm thôi, đến lúc đóng cửa là họ đổi thông tin cái cửa hàng đấy là sang cửa hàng bên tôi để mà khách hàng mang áo da qua tôi bảo hành, mặc dù không phải sản phẩm do bên tôi bán. Câu chuyện nó rất là buồn cười. Chúng tôi cũng có rất nhiều các trường hợp, là ngoài trường hợp đấy ra cũng có khách hàng không mua áo da bên tôi cũng đề nghị bên tôi là hỗ trợ để bảo dưỡng bảo hành kể cả trả phí. Thì nhờ đó thì bên tôi cũng có cái cơ hội để giới thiệu cho khách hàng rất nhiều các sản phẩm áo da của bên tôi. Thế thì ban đầu tôi cũng rất bực mình cái chuyện là có những cái bên mà giả danh bên tôi làm cái chuyện đấy. Cái chuyện đấy tôi nghĩ là một cái chuyện khó thế mà anh em cũng nghĩ ra được. Nhưng mà nhờ đó mà bên tôi có cơ hội giới thiệu khách hàng với các sản phẩm đồ da của bên tôi. Nếu anh em mà gặp khó khăn trong việc mà chăm sóc các sản phẩm áo da, hoặc là quan tâm đến các sản phẩm đồ da thật, thì đến FPT Laser có mọi sản phẩm đồ da anh em cần. FPT Laser có mọi sản phẩm đồ da bạn cần.